5 loại rau cực kỳ giàu canxi tốt cho xương khớp. Chẳng cần phải ăn nhiều tôm cua đắt tiền mà chúng ta có 5 loại rau rẻ tiền sau đây. Cực kỳ tốt cho xương khớp, giúp giảm đau nhức và chúng ta đừng nên bỏ qua nhé. Đặc biệt là loại rau thứ 5 là loại rau rất là quen thuộc mà chúng ta chưa biết để mà áp dụng. Thứ nhất đó là rau cải thìa. Rau cải thìa là loại rau giàu canxi không kém tôm cá. Trong 100g cải thìa có chứa đến 105mg canxi. Chính vì vậy rau cải thìa được xếp vào danh sách những thực phẩm cung cấp canxi tốt nhất. Thêm vào đó là thành phần canxi trong rau cải thìa còn rất là dễ hấp thu. Đồng thời rau cải thìa còn có chứa sắt, acid folic, kali, beta carotene, rất tốt cho cơ bắp và hệ thần kinh của con người. Thứ hai đó là súp lơ. Trong thành phần dinh dưỡng của súp lơ có chứa nhiều canxi và vitamin nhóm A, là những chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển xương của trẻ em và phòng chống loãng xương ở người lớn tuổi, và là thực phẩm giúp phòng ngừa viêm khớp hàng đầu. Chúng ta có thể bổ sung súp lơ vào trong thức ăn của các bé để giúp bé phát triển chiều cao. Thực phẩm thứ ba đó là giá đỗ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì trong 100g giá đỗ có chứa đến 38g canxi. Ngoài ra trong giá đỗ còn chứa nhiều hợp chất dinh dưỡng quý giá cho sức khỏe như là vitamin B2, vitamin B6, vitamin E, vitamin C và vitamin BB. Giá đỗ còn chứa hai hợp chất quan trọng trong quá trình phát triển xương và duy trì mật độ xương, đó là phytoestrogen và isoflavon. Hai hợp chất này có tác dụng giảm tỷ lệ hao mòn xương, bảo vệ và ngăn ngừa thoái hóa xương, đồng thời còn có tác dụng kích thích sự hình thành của các tế bào xương. Thực phẩm thứ tư đó là rau dền. Hàm lượng canxi trong rau dền đỏ còn giàu hơn cả sữa bò. Ngoài canxi ra thì trong rau dền đỏ còn chứa hàm lượng vitamin K rất là dồi dào, giúp cơ thể hấp thu canxi được tốt hơn. Đối với phụ nữ trung niên, nếu chúng ta tích cực ăn rau dền đỏ sẽ giúp giảm được tình trạng thiếu máu, thiếu canxi, loãng xương và đau mỏi vai gáy. Và thực phẩm cuối cùng đó là nấm hương. Theo các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, trung bình trong 100g nấm hương đã có chứa đến 180mg canxi. Song song đó thì nấm hương còn là một thực phẩm đa dinh dưỡng, có chứa nhiều đạm, vitamin C, vitamin D, tiền vitamin D, nhôm, sắt, magie, đều là những chất quan trọng trong quá trình chống loãng xương và chống đau mỏi tay gáy vô cùng hiệu quả. Đó là 5 thực phẩm chúng ta cần phải bổ sung để giúp cho xương chúng ta luôn chắc khỏe, phòng ngừa đau mỏi xương khớp. Hãy lưu lại video này để áp dụng khi cần và đừng quên đăng ký vào kênh của Dược Sĩ Đạt để cập nhật thêm những video hữu ích cho sức khỏe nhé.